Thưa quý vị, chưa hết, đại gia Bùi Thành Nhơn đã thông qua thân Đức Nam để xin gặp Phạm Ngọc Hùng sau khi nhận đủ 2 triệu đô la. Lúc đó, Phạm Ngọc Hùng tức Hùng Tút đã ôm chặt Bùi Thành Nhơn tuyên bố: "Chúng ta là anh em một nhà từ đây." Và để trả ơn cho Hùng Tút, ông Nguyễn Xuân Phúc đã cho Tổng cục Tình báo Quân đội một vài dự án để cho Phạm Ngọc Hùng lập công báo cáo với Bộ Quốc phòng. Đó là lý do tại sao ngày 23 tháng 1 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Tổng cục 2 Tình báo Quân đội. Tại buổi lễ, Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu khẳng định Tình báo Quốc phòng phải thực sự trở thành một cái lực lượng quan trọng tham gia vào cả cái hoạt động kinh doanh và làm kinh tế cho quân đội. Đó là lý do người ta nói, quả là không ngoa khi người ta nói Phúc mẹo là một con người tinh rành. Chỉ cần ra lệnh một câu kiếm được 10 triệu đô, kết nạp được một đại gia giàu nứt đố đổ rách, đó là Bùi Thành Nhơn, con Hùng Tút, Hường Sái nhận được 2 triệu đô la, rồi thêm một người anh em đó là một nhà giàu. Và sau này, Bùi Thành Nhơn luôn luôn chi viện cho Hùng Tút trong các cái hoạt động của mình. Đó là lý do người ta nói, đất nước này sẽ đi về đâu khi có một thủ tướng chính phủ như Nguyễn Xuân Phúc, một kẻ đã bất chấp mọi thủ đoạn, vi phạm tất cả các nguyên tắc của đảng để tiêu diệt các đối thủ chính trị, để thêm quyền, thêm tiền. Và người ta nói, dưới cái sự dung túng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với Tổng cục 2 Tình báo Quân đội, thì chủ quyền lãnh thổ đất nước sẽ ra sao khi mà một Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Phạm Ngọc Hùng không làm tình báo để thu thập tin tức, kẻ thù ngoại bang bảo vệ biên giới hải đảo, mà chỉ lo đi làm những cái vụ việc nội bộ phục vụ các mưu hèn kế bẩn cho chính trị gia để tống tiền. Thưa quý vị, sự xảo trá và lươn lẹo để nắm trọn quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc hay kể cả tới đây, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính, rồi quý vị sẽ thấy nó sẽ bộc lộ chính bản thân ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc đều rất hiểu dư luận xã hội, giới phân tích và người dân hiện nay. Họ người ta đã nhìn rõ bản chất giá tầm tham vọng quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề liên quan những cái mưu mô quỷ kế của ông Nguyễn Phú Trọng mà được cho là do ban lãnh đạo Trung Nam Hải bày trò để chiến thắng đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Và đó là lý do trong một cái bài viết, ông Nguyễn Phú Trọng đã làm hai điều đặc biệt đối với một lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng làm được điều thứ nhất, đó là tại đại hội 12, ông Nguyễn Phú Trọng đã tái nhiệm chức Tổng Bí thư ở ngoài tuổi 70, và đến đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng lại lập một kỳ tích nữa là trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3, một cái điều mà điều lệ đảng không cho phép ở cái tuổi 77. Thưa quý vị, để thắng lợi tại cái đại hội 12, nó không phải chỉ là cận kề đại hội 12 trước cái hội nghị Trung ương 14, sau cái chuyến đi bí mật của Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, sang gặp Tập Cận Bình để cầu cứu, trong đó đề cập đến cái vấn đề ông Nguyễn Phú Trọng sẽ trở thành Tổng Bí thư tại đại hội 12. Mà những cái vấn đề này, thưa quý vị, báo chí Nhật Bản cũng đưa tin. Chúng tôi nói những cái điều đó để cho những ai còn nghi ngờ, chỉ cần đánh chữ Nguyễn Phú Trọng đại hội 12 Nikkei Review thì quý vị sẽ thấy Nikkei Review mô tả một cái chuyến thăm của Nguyễn Sinh Hùng sang Trung Quốc trong hai ngày 23-24 tháng 12 năm 2015, trước đại hội 12 3 tuần, để thực hiện một cái sứ mệnh Trung Quốc bảo trợ cho Nguyễn Phú Trọng để trở thành Tổng Bí thư sau đại hội 12. Thưa quý vị, nhưng cần phải hiểu mưu mô của Trung Quốc đã hướng dẫn cho Nguyễn Phú Trọng những cái bài bản, ví dụ như Tô Huy Lứa được Nguyễn Phú Trọng cử sang Trung Quốc để học tập nghiên cứu cách xây dựng quyền lực tập trung vào tay Tổng Bí thư. Và đó là lý do tại sao Tô Huy Lứa trong cương vị trưởng ban tổ chức Trung ương, sau khi ở Bắc Ninh về, đã mang một cái tài liệu hướng dẫn của ban tổ chức Trung ương Trung Quốc truyền cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một cái gọi là nghị quyết số 244 vào năm 2014. Theo Nguyễn Phú Trọng cho biết, nghị quyết 244 mà ban lãnh đạo Bắc Kinh cung cấp cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nó là một cái nghị quyết dân chủ với cái mục đích kiểm soát chặt chẽ quyền lực của đảng để tránh gây loạn xã hội. Theo đó, sự chặt chẽ của nghị quyết 244
nó chỉ ứng cử viên nào do Bộ Chính trị đề cử thì mới được quyền ứng cử, còn những ứng cử viên do Trung ương đề cử phải làm đơn xin rút. Đó là một cái điều bắt buộc. Ra đến đại hội, nếu đại hội bỏ phiếu không đồng ý cho rút thì mới được phép tiếp tục tham gia ứng cử, tức là phải bầu cử tới 3 lần. Và cái nghị quyết 244 này chính là một cái sản phẩm đã khiến cho Nguyễn Tấn Dũng thất bại, knock out ở cái đại hội 12. Thưa quý vị, trong cái cương vị đứng đầu Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng đã quyết định ban hành nghị quyết 244. Trên cơ sở đó, để cho Bộ Chính trị giới thiệu một mình ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt của Đại hội 12. Thưa quý vị, chúng tôi nhấn mạnh là trường hợp đặc biệt tại Đại hội 12. Điều có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng đã hai lần liên tiếp là trở thành các nhân vật đặc biệt, những trường hợp siêu đặc biệt để ở lại tái cử các nhiệm kỳ tiếp theo. Thưa quý vị, được biết trước khi cái nghị quyết 244 được đưa ra thì Bộ Chính trị trên tinh thần theo cái nếp cũ vẫn đề cử vài cái nhân vật, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lấy cái quyền là Tổng Bí thư người chủ trì hội nghị và căn cứ vào cái nghị quyết 244 không chấp nhận. Tuy nhiên ông Nguyễn Phú Trọng tế nhị không chấp nhận bằng cách dừng cuộc họp lại để bàn vào buổi khác. Rồi khi chỉ còn một mình ông Nguyễn Phú Trọng là ứng cử viên thì lập tức ông Nguyễn Phú Trọng kết thúc ý kiến của Bộ Chính trị, và cuối cùng nghiêm nhiên Nguyễn Phú Trọng là một cái suất duy nhất ở lại trong trường hợp đặc biệt tại đại hội 12. Thưa quý vị, đó là nguồn cơn tại sao nó có một cái cụm từ là trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại Bộ Chính trị, mà theo Nguyễn Phú Trọng với mục đích để giữ tính ổn định và kế thừa. Và đó là lý do tại sao Nguyễn Phú Trọng phải được Bộ Chính trị chấp nhận. Trong khi đó, thưa quý vị, đối với cái nhân vật Tô Huy Rứa là tác giả của cái nghị quyết 244, người ta nói có một cái bà vợ ăn tiền chạy chiếc khủng khiếp tất cả các ủy viên trung ương, được lọt vào trong cái danh sách ứng cử các đại hội, chắc chắn bà vợ của ông Tô Huy Rứa phải gặp mặt ít nhất vài lần. Kể cả trường hợp Trịnh Xuân Thành cũng vậy. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, con gái của Tô Huy Rứa là Tô Lì Hương, là một cái người già nhân ngãi non vợ chồng với Trịnh Xuân Thành, và chính Tô Huy Rứa là người bắt tay với Tô Lâm đưa Trịnh Xuân Thành đi trốn qua ngã cửa khẩu Thanh Hóa sang Lào, sang Thái Lan. Rồi từ Thái Lan, Trịnh Xuân Thành mua vé máy bay bay sang Cộng hòa Liên bang Đức bằng hộ chiếu hợp pháp. Thưa quý vị, người ta nói nhờ vào cái công lao mà Tô Huy Rứa mang được cái sách lược cai trị của Trung Quốc cấp cho, đó là nghị quyết 244, để kiểm soát quyền lực ở trong đảng. Đó là lý do tại sao Tô Huy Rứa là một cái kẻ ăn tiền, thậm chí người ta nói còn hơn cả Hồ Mẫu Ngoạt, trợ lý của Tổng Bí thư. Chẳng những còn được hạ cánh ban toàn, mà Tô Huy Rứa còn giới thiệu một cái nhân vật kế cận trong chức vụ trưởng ban tổ chức trung ương. Người đó là một người đồng hương đối với Tô Huy Rứa không ai khác, đó là tân thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay. Người ta nói để chuẩn bị bệ phóng cho Phạm Minh Chính trong tương lai, Nguyễn Phú Trọng và Tô Huy Rứa đã sắp xếp cho Phạm Minh Chính giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh một thời gian, vừa âm mưu việc nhất thể hóa ở địa phương để thăm dò dư luận, vừa có điều kiện để bày tỏ những cái sự thông minh đáp ứng các cái yêu cầu của ban lãnh đạo Trung Nam Hải trong việc đưa các nhà đầu tư Trung Quốc, trong việc thành lập các cái đặc khu kinh tế dành cho họ. Người ta nói dã tâm và tham vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa dừng lại ở đó. Ông Nguyễn Phú Trọng còn tiến xa hơn, đó là kiêm nhiệm cả cái chức chủ tịch nước. Rồi đến năm 2018, như quý vị đã biết, sau cái chết bất ngờ của cố chủ tịch nước ông Trần Đại Quang, thì ông Nguyễn Phú Trọng kiêm luôn cái chức chủ tịch nước. Điều mà năm 2014, khi ông Nguyễn Tấn Dũng còn ở cương vị thủ tướng, đã đề xuất với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương nên học tập một cái mô hình của Trung Quốc nhất thể hóa, Tổng Bí thư giữ chức kiêm chủ tịch nước. Khi đó Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Tổng Bí thư kiên quyết phản đối, bởi cho rằng một người vừa giữ chức Tổng Bí thư vừa giữ chức chủ tịch nước quyền lực quá lớn, người ta không kiểm soát được anh. Vậy mà thưa quý vị, chỉ sau 4 năm, năm 2018, khi ông Trần Đại Quang qua đời, khi ghế chủ tịch nước trống vắng, ông Nguyễn Phú Trọng tiện tay lấy luôn, và không có ai dám ý kiến phản đối, thậm chí không ai dám nhắc lại cái điều Nguyễn Phú Trọng cách đó 4 năm.
nói rằng không nên tập trung quyền lực quá nhiều vào một người khó có thể kiểm soát. Thưa quý vị, cái trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng, như quý vị đã thấy, ngay sau khi tái cử Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã xác định kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm không ai khác. Đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước ông Trần Đại Quang và những Ủy viên Bộ Chính trị có quan hệ thân thiết là những người trong nhóm Đồng Hương, Hà Nam Định, tức là Nam Định, Thái Bình và Hà Nam. Đó là Đinh Thế Huynh, Đinh La Thăng, lần lượt bị ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Hữu Đứa tìm cách gạt bỏ một cách không thương tiếc. Và thưa quý vị, khi Nguyễn Phú Trọng và Tô Hữu Đứa phát hiện Trần Đại Quang có một cái kế hoạch lập hồ sơ truy tố đối với Nguyễn Phú Trọng về tội thân Trung Quốc, tạo điều kiện cho ban lãnh đạo Bắc Kinh nhiều vấn đề bất lợi cho Việt Nam. Và đó là lý do năm 2017, sau chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4, thì đến tháng 7 cùng năm, ông Trần Đại Quang bất ngờ mắc một cái bệnh lạ mà ban lãnh đạo bảo vệ sức khỏe Việt Nam cho rằng một cái virus hiếm, và dẫn đến một cái chết bất ngờ. Tuy nhiên thưa quý vị, điều đó nó không phải chỉ do bệnh tình, mà ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện việc thanh trừng hàng loạt các cái nhân vật, đặc biệt là các cái sân sau làm ăn kinh tế của ông Trần Đại Quang. Cụ thể là cái vụ án đối với Phan Văn Đình Vũ là một cái ví dụ. Vì như quý vị đã biết, Phan Văn Đình Vũ đầu tiên là đệ tử của Nguyễn Bá Thành. Tuy nhiên, sau khi ông Nguyễn Bá Thành qua đời, thì Nguyễn Bá Thành để lại Phan Văn Đình Vũ cho Trần Đại Quang. Và đó là lý do tại sao Phan Văn Đình Vũ có một cái tên thứ hai, đó là Trần Đại Vũ, được Trần Đại Quang trong tư cách Bộ trưởng Bộ Công an cấp hai giấy chứng minh thư khác nhau. Đó là chưa kể tới chức giấy chứng minh thư Phan Văn Đình Vũ vốn dĩ thuộc sở hữu của Vũ Nhôm từ khi mới sinh ra. Thưa quý vị, nói về cái nhân vật Phạm Minh Chính, một người kế thừa cái chức trưởng ban tổ chức trung ương của Tô Huy Rứa, mà như quý vị đã biết, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Hữu Đứa đã xây dựng tạo điều kiện cho Phạm Minh Chính rất nhiều để Phạm Minh Chính có thể nhảy từ cái chức trưởng ban tổ chức trung ương, tức là một cái chức vụ lãnh đạo của ban đảng, để sang ngồi chiếc ghế thủ tướng chính phủ, vượt mặt cả Vương Đình Huệ lẫn ông Nguyễn Xuân Phúc. Và cái cách làm nhân sự của Tô Hữu Đứa sau này là Nguyễn Phú Trọng đưa ra các cái tiêu chí nhằm vào một cái nhân vật nào đó mà người ta đã định sẵn. Ví dụ ông Nguyễn Phú Trọng đề ra cái tiêu chuẩn Tổng Bí thư thì ràng buộc những cái điều kiện tiêu chuẩn đó là phải là người miền Bắc, có lý luận chính trị. Thưa quý vị, nghiễm nhiên là người ta nói quả táo rơi thẳng vào mõm Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, tại Đại hội 12, ông Nguyễn Phú Trọng đã được làm một cái trường hợp đặc biệt và làm một ứng cử viên duy nhất. Tuy nhiên, sang Đại hội 13 rút kinh nghiệm thì Nguyễn Phú Trọng lại dắt tay Nguyễn Xuân Phúc, là hai trường hợp đặc biệt, để cho cái sự nghi ngờ trong đảng bớt đi. Tuy nhiên thưa quý vị, tất cả nó đều thực hiện một cái bài bản, một cái kịch bản người ta chuẩn bị sẵn, mà kịch bản đó là do các cái đạo diễn ở Trung Nam Hải người ta chuẩn bị. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam chưa kết thúc thì ông Tập Cận Bình đã là người gửi điện mừng sớm nhất cho Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, đó là lý do người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không nghỉ và sẽ chết ở trên chiếc ghế Tổng Bí thư. Bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng muốn khẳng định quyền lực của mình, thậm chí vượt cả ông Hồ Chí Minh, tức là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ngồi tiếp cho đến khi tàn hơi, sức tàn lực kiệt thì mới thôi. Để chứng tỏ và lập ra những cái kỷ lục Nguyễn Phú Trọng hơn Hồ Chí Minh, hơn Lê Duẩn. Thưa quý vị, một cái câu hỏi mà nhiều quý vị chắc chắn quan tâm, đó là tại sao cái Đại hội 12 rất vất vả khó khăn, phải đến trước Hội nghị Trung ương 14 người ta mới chốt lại được cái phương án nhân sự, trường hợp đặc biệt cuối cùng ra tái cử, và chỉ khi ông Nguyễn Tấn Dũng tự nguyện làm đơn xin rút lui không ứng cử thì mọi việc mới ngã ngũ. Thưa quý vị, trong một cái blog có tên Ý kiến đảng viên sẽ trả lời giúp quý vị những cái câu hỏi vừa kể. Theo đó, chỉ còn không đầy một tháng nữa là Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 khai mạc. Xong, tới lúc đó, các thành viên dự đại hội cũng như các nhân sự dự kiến của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12, họ vẫn chưa rõ phương án nhân sự cấp cao. Bởi vì cái Hội nghị Trung ương 13 trước đó chưa bàn tới cái vấn đề này.
và điều đó đã tạo ra một cái không khí hết sức lo lắng và sốt ruột. Nhiều đảng viên lão thành, người ta đặt một cái câu hỏi tại sao đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị đang làm gì mà đến cái tờ hội nghị Trung ương 13 vẫn chưa tìm ra một cái phương án nhân sự cho các chức danh chủ chốt cuối cùng của đảng. Sau khi người ta tìm hiểu thì mới rõ chủ trương của ông Nguyễn Phú Trọng là không đưa cái vấn đề nhân sự chủ chốt ra bàn tại hội nghị Trung ương 13 mà phải đợi đến hội nghị Trung ương 14 mới bàn. Thưa quý vị, chúng tôi đang nói cái vấn đề chuẩn bị nhân sự đại hội 12 để quý vị hiểu rõ những cái thủ đoạn mà Trung Quốc bày cho Nguyễn Phú Trọng để chiến thắng Nguyễn Tấn Dũng. Và điều này rõ ràng nó xảy ra tại cái đại hội 13 y hệt như vậy. Thưa quý vị, qua rất nhiều cái hội nghị Trung ương của đại hội 12 mà người ta vẫn không đưa ra những cái danh sách chốt cuối cùng dành cho nhân sự của cái đại hội 13. Và đại hội 12 nó đã từng diễn ra như vậy, thưa quý vị. Thưa quý vị, người ta tìm hiểu sâu mới biết rằng lúc đó thế và lực của ông Nguyễn Tấn Dũng còn quá mạnh. Số tỷ lệ các ủy viên Trung ương ủng hộ cho ông Nguyễn Phú Trọng của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 tới 70% và đa số không ủng hộ cho Nguyễn Phú Trọng tái cử chức Tổng Bí thư. Bởi vì ở cái hội nghị Trung ương 12 khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra 3 phương án cho các cái chức danh chủ chốt tái cử. Theo Nguyễn Phú Trọng, 3 phương án đó là phương án 1 người, phương án 2 người và phương án 3 người. Nhưng hướng mọi người vào phương án 1, tức là một người duy nhất là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ giữ chức vụ Tổng Bí thư của Đại hội 12 với cái tiêu chuẩn trường hợp đặc biệt. Đó là lý do tại sao Nguyễn Phú Trọng đưa ra các cái tiêu chí bắt buộc là phải là người miền Bắc, phải là người có lý luận chính trị. Bởi Nguyễn Phú Trọng cho rằng không đầy đủ các tiêu chí vừa kể thì nó sẽ dẫn đến tình hình lựa chọn nhân sự nó sẽ phức tạp. Theo những cái tin tức đồn đoán trước hội nghị Trung ương 14, ông Nguyễn Phú Trọng đã dự kiến nhân sự 4 người tiếp tục ở lại, mà theo danh sách đó là ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Sinh Hùng và ông Nguyễn Tấn Dũng, chỉ duy nhất của ông Nguyễn Phú Trọng được phép tái cử làm Tổng Bí thư khóa 12. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã hứa sẽ làm một nửa nhiệm kỳ, sau đó sẽ chuyển giao cho người khác. Thưa quý vị đã thấy bài bản của cái đại hội 12 với đại hội 13 y nhau. Sau đại hội 13, Nguyễn Phú Trọng cũng nói tôi ở một nửa nhiệm kỳ, sau đó sẽ tìm được người kế đất, tôi sẽ bàn giao. Rồi quý vị xem, lại nuốt lời hứa để quý vị coi. Một cái câu hỏi là ông Nguyễn Phú Trọng lấy tư cách gì để đặt ra một cái tiêu chí dành riêng cho ông mới được người là giữ chức Tổng Bí thư? Theo Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư phải là người miền Bắc, phải là người có lý luận. Và cái lập luận đó của Nguyễn Phú Trọng được tiểu ban nhân sự đưa ra tại cái hội nghị Trung ương 13. Khi đó đa số các cái ban ủy viên ban chấp hành Trung ương, người ta đã nhận rõ ông Nguyễn Phú Trọng muốn ám chỉ có duy nhất ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí thư đại hội 12. Đó là lý do có rất nhiều ý kiến của các ủy viên Trung ương phản bác phê bán về cái tiêu chí vùng miền mà người ta cho rằng thiển cận, gây ra những cái mối bất hòa trong đảng, phân chia vùng miền là những cái điều hết sức nguy hiểm, mà người ta nói cần một cái Tổng Bí thư là người có tư tưởng đổi mới, có bản lĩnh, có trách nhiệm, có những kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn, chứ không cần người có cái lý luận suông giáo điều như Nguyễn Phú Trọng. Mà những cái ý kiến, những cái tiêu chuẩn mà các ủy viên Trung ương đưa ra thì rõ ràng là hướng tới cho Nguyễn Tấn Dũng chứ không phải là Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, trước cái tình hình bất lợi như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng lại chuyển sang cái gọi là tọa sơn quan hổ đấu sau một cái cuộc gọi điện thoại cho Tập Cận Bình và được bày mưu. Đó là lý do Nguyễn Phú Trọng lập tức ra sức chỉ đạo Ủy ban phòng chống tham nhũng mở các cái cuộc điều tra về các vụ án để tìm ra các cái sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã giao toàn quyền cho ông Trương Tấn Sang, lúc đó với tư cách chủ tịch nước, ủy viên Bộ Chính trị, thành viên của Ủy ban phòng chống tham nhũng. Song có một điều, thưa quý vị, để sử dụng ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Phú Trọng cam kết với ông Trương Tấn Sang rằng nếu tôi không được Trung ương chọn lựa nghỉ, tôi sẽ đề nghị đồng chí Trương Tấn Sang kế nhiệm cho tôi, hoặc không, đồng chí Trương Tấn Sang sẽ giữ chức Thủ tướng Chính phủ
Vậy mà thưa quý vị, trong một cái buổi khác ngay sau đó, Nguyễn Phú Trọng cảm thấy chỉ có Trương Tấn Sang giúp sức như từ trước đến nay. Mà Nguyễn Phú Trọng đã thất bại với Nguyễn Tấn Dũng tại cái hội nghị Trung ương 6 khóa 11 vào tháng 10 năm 2012. Và thế là thưa quý vị, Nguyễn Phú Trọng nghĩ ngay Nguyễn Sinh Hùng. Nguyễn Phú Trọng gọi Nguyễn Sinh Hùng tới gặp và mồi nhử: tôi sẽ chuyển giao chức Tổng Bí thư cho đồng chí, tức Nguyễn Sinh Hùng, nếu như Ban Chấp hành Trung ương không tín nhiệm. Thế là thưa quý vị, Nguyễn Sinh Hùng lại mắc cầu. Nguyễn Sinh Hùng đã từ bỏ Nguyễn Tấn Dũng, quay sang đầu quân Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng đánh đúng tâm lý tham quyền của Nguyễn Sinh Hùng. Đó là ngay sau đó người ta thấy trong một cái cuộc họp của Quốc hội ngay sau đó, Nguyễn Sinh Hùng đã từng tỏ ra là người có quyền bính nhất. Mà Nguyễn Sinh Hùng nói Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Nguyễn Sinh Hùng có các cái phát biểu và các cái biểu hiện chống ông Nguyễn Tấn Dũng ra mặt. Chưa hết thưa quý vị, theo cái cách bày mưu của Trung Nam Hải, Nguyễn Phú Trọng còn lôi kéo Lê Hồng Anh, lúc đó là thường trực Ban Bí thư. Mà thưa quý vị, Út Anh tức Lê Hồng Anh là một người anh em sống chết đối với Nguyễn Tấn Dũng. Vậy mà Nguyễn Phú Trọng còn chia rẽ nói về Lê Hồng Anh tức Út Anh: nhiệm kỳ Đại hội 12 tôi có thể giữ đồng chí ở lại để giữ chức Chủ tịch nước. Rồi Nguyễn Phú Trọng còn không giấu giếm nói về Lê Hồng Anh: trong trường hợp Trung ương không tín nhiệm, tôi sẽ để cho đồng chí Tô Uy Rỡ kế nhiệm cho tôi trong chức vụ Tổng Bí thư. Thưa quý vị, vậy mà Nguyễn Phú Trọng chưa hết đã tiếp cận với Phạm Quang Nghị, rỉ tai với Phạm Quang Nghị: tôi sẽ bố trí cho đồng chí giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Đó là một cái âm mưu gọi là thu hút lực lượng để cô lập đối với Nguyễn Tấn Dũng. Mặt khác, Nguyễn Phú Trọng gặp các cái nhân vật như Phan Diễn, Nguyễn Đức Bình, yêu cầu viết đơn tố cáo Nguyễn Tấn Dũng. Trương Tấn Sang xui ba vị giáo sư ký đơn bôi nhọ Nguyễn Tấn Dũng trước cái hội nghị Trung ương 12-13. Những cái điều này quý vị có thể đánh những cái search để quý vị có thể tìm hiểu rõ ràng. Thậm chí người ta còn tố cáo ông Nguyễn Tấn Dũng cho con gái kết hôn với một Việt kiều Mỹ mà bố chồng là một nhân viên CIA. Thưa quý vị, có lẽ đến đây thì quý vị phần nào đã hiểu tại sao tại cái hội nghị Trung ương 13 khóa 11 Nguyễn Phú Trọng dứt khoát không đưa ra cái danh sách nhân sự chủ chốt để cho Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về mặt nhân sự. Bởi vì vào cái thời điểm trước hội nghị Trung ương 13, Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn được sự ủng hộ rất lớn của Ban Chấp hành Trung ương. Ngược lại, Nguyễn Phú Trọng chưa hạ được Nguyễn Tấn Dũng, chưa thu hút đủ lực lượng để chống lại Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên Nguyễn Phú Trọng lúc đó người ta cho biết rất lo lắng vì Nguyễn Phú Trọng không thấy yên tâm khi chưa đánh giá được tương quan lực lượng giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, cái tỷ lệ ủng hộ của Ban Chấp hành Trung ương là bao nhiêu. Nguyễn Phú Trọng vẫn nghĩ nếu làm quá nhanh rất có thể Nguyễn Phú Trọng sẽ thất bại. Nếu lấy một ý kiến một lần nữa với một thời gian khoảng 3 tuần tới 1 tháng thì Nguyễn Phú Trọng có thể xoay chuyển được tình thế. Tuy nhiên Nguyễn Phú Trọng lúc đó có một cái nhược điểm, đó là tuổi cao, quá tuổi quy định nhiều năm. Nguyễn Phú Trọng không còn đủ điều kiện tái cử, nên Nguyễn Phú Trọng phải tìm mọi cách để vận động mọi người ủng hộ cho Nguyễn Phú Trọng ngồi lại một cái suất trường hợp ngoại lệ. Vậy mà thưa quý vị, rất khó khăn vì Nguyễn Phú Trọng năng lực hạn hẹp. Ban Chấp hành Trung ương hầu như không ủng hộ Nguyễn Phú Trọng tái cử giữ chức Tổng Bí thư tại Đại hội 12. Song Nguyễn Phú Trọng tính một cái nước cờ cuối cùng để có thể chiến thắng tại Hội nghị Trung ương 14. Thưa quý vị, đến lúc đó Ban Chấp hành Trung ương và các lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận ra những cái động cơ và tham vọng của Nguyễn Phú Trọng, nên người ta dứt khoát không ủng hộ Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư Đại hội 12. Bởi vì người ta nói nếu để Nguyễn Phú Trọng tái cử, nó sẽ là một tai họa cho đất nước cũng như dân tộc. Rồi đất nước này sẽ chìm đắm vào sự khủng hoảng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, đặc biệt là cái vấn đề lệ thuộc chặt vào Trung Quốc. Đó là lý do thưa quý vị, trước Hội nghị Trung ương 14, Nguyễn Phú Trọng lúc đó chỉ còn một con đường duy nhất là phải cầu cứu Bắc Kinh. Đó là quý vị sẽ hiểu rằng tại sao Nguyễn Phú Trọng đã cử ông Nguyễn Sinh Hùng
đương kim chủ tịch quốc hội tại thời điểm đó đi thăm Trung Quốc trong một cái chuyến thăm công khai, nhưng nó lại xảy ra vào cái thời điểm cuối năm, là một cái điều rất hạn chế trong công tác ngoại giao. Thưa quý vị, trong lúc ông Nguyễn Sinh Hùng đi Trung Quốc, ở nhà Nguyễn Phú Trọng lần lượt đưa ra các cái phương án. Theo đó, ông Trương Tấn Sang sẽ giữ chức Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc sẽ giữ chức Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Thưa quý vị, chúng tôi đang nói cơ cấu nhân sự của Đại hội 12. Quý vị để ý Trương Tấn Sang được Nguyễn Phú Trọng đề xuất giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Còn cái suất Tổng Bí thư chắc chắn là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nắm. Ông Nguyễn Phú Trọng giải thích chọn cái phương án Sang làm Thủ tướng, Phúc giữ chức Chủ tịch nước, Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Quốc hội và Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư. Phương án này sẽ gạt được những cái trở ngại mà ông Nguyễn Phú Trọng tiến tới chức vụ Tổng Bí thư. Bởi vì Nguyễn Phú Trọng nói tôi tin cùng với ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Sinh Hùng, chắc chắn chúng tôi sẽ loại được anh Ba Dũng. Thứ hai, Nguyễn Phú Trọng đánh giá các nhân vật mới vào Bộ Chính trị khóa 9, đó là Đinh Thế Huỳnh, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc cũng như Nguyễn Thiện Nhân chưa đủ tầm để giữ trách nhiệm Tổng Bí thư cũng như Thủ tướng Chính phủ, cần phải sử dụng các cái cán bộ trong bộ tứ cũ, còn những cái người kia cần phải đào tạo để tính cho Đại hội khóa 13. Vấn đề thứ ba, Nguyễn Phú Trọng cho biết giữa ông với ông Trương Tấn Sang, một người Nguyễn Phú Trọng đề cập tiến cử giữ chức Thủ tướng, còn ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ làm cái phương án trong trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng không may không được Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm quá bán, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ giới thiệu cho Nguyễn Sinh Hùng thay ông làm Tổng Bí thư. Và điều này, thưa quý vị, ông Nguyễn Sinh Hùng đã thừa nhận sau Đại hội 12. Và thế là, thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng thỏa thuận, thỏa hiệp xong với các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, hạng cái tầm đó là Tổng Bí thư là ai cũng được, như không có tên Nguyễn Tấn Dũng. Thế là cái lực lượng của Nguyễn Phú Trọng thu hút được cái sự ủng hộ đặc biệt là của các cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, những cái người ta tin vào các cái đơn tố cáo của các cái giáo sư của Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tuy nhiên những cái hành động trở mặt như trở bàn tay của Nguyễn Phú Trọng đã khiến cho rất nhiều cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương họ thắc mắc tại sao trước đây Nguyễn Phú Trọng nói người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng là Tô Huy Đứa hoặc Phạm Quang Nghị chứ không phải là Nguyễn Sinh Hùng. Thưa quý vị, và người ta có cái câu trả lời tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại chọn ông Nguyễn Sinh Hùng thay thế cho bản thân ông Tổng Bí thư, thì duy nhất có một người thân cận tiết lộ cho Nguyễn Sinh Hùng. Theo đó, ông Nguyễn Sinh Hùng đã thống nhất với ông Nguyễn Phú Trọng đặt một cái quyết tâm hạ bệ bằng được Nguyễn Tấn Dũng. Còn cái việc ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng sẽ chọn ông Tô Huy Đứa hay ông Đinh Thế Huỳnh chỉ làm cái thủ đoạn đánh lạc hướng đối với ông Ba Dũng mà thôi. Còn sau này, ông Nguyễn Xuân Phúc nhảy sang chiếc ghế mà ông Nguyễn Phú Trọng dự kiến cho ông Trương Tấn Sang, đó là chiếc ghế thủ tướng. Bởi vì theo giải thích của Nguyễn Phú Trọng là ông Trương Tấn Sang không đủ uy tín nên đã đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc. Còn trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Sinh Hùng nhất trí, vì người ta cho rằng bà Nguyễn Thị Kim Ngân là một cái người được cho là phe của Nguyễn Tấn Dũng, tuy nhiên là phụ nữ không đẹp chất. Và ông Nguyễn Sinh Hùng cam kết với Tổng Bí thư rằng ông có thể toàn quyền chi phối đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Thưa quý vị, kết quả những cái điều chúng tôi vừa kể, theo giới phân tích, thứ nhất, ông Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm nghiêm trọng các cái nguyên tắc dân chủ trong đảng. Những cái chức vụ chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã không tuân thủ, không đưa ra ban bạc trong tập thể về cái vấn đề nhân sự chủ chốt. Ngoài ra, Nguyễn Phú Trọng tự ý cho mình quyền định đoạt. Ngoài ra, một cái sai lầm nữa đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bỏ qua việc lấy ý kiến thăm dò chức Tổng Bí thư tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Một điều nó là một cái thông lệ đối với các đại hội trước đây vẫn làm. Thứ hai, thưa quý vị, với cái cách làm nhân sự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và nó là lý do tại sao cái mâu thuẫn bè phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, trước hết trong Bộ Chính trị, mà ông Nguyễn Phú Trọng đã lôi kéo những người cùng quan điểm để loại đối thủ mà ông cho là uy hiếp vị trí Tổng Bí thư của ông. Người đó không ai khác
đó là ông Nguyễn Tấn Dũng. Và người ta nói đó là những cái thủ đoạn lừa dối đồng chí đã khiến cho những người bị lừa rất bất bình. Tại sao Đinh Thế Huỳnh, một cái người được cho là thân cận với Nguyễn Phú Trọng, kể cả Phạm Quang Nghị cũng vậy, cuối cùng Đinh Thế Huỳnh đầu quân cho ông Trần Đại Quang với lý do đó. Và nó cũng là cái hệ quả mà Đinh Thế Huỳnh đã bị ông Nguyễn Phú Trọng loại bỏ không thương tiếc. Vấn đề thứ ba, thưa quý vị, theo giới phân tích, ông Nguyễn Phú Trọng đã có rất nhiều sai lầm khi làm công tác nhân sự, và điều đó cho đến đại 13 vẫn cứ tiếp tục theo vết xe đổ đó. Đó là Nguyễn Phú Trọng không quan tâm chất lượng, không quan tâm tới đạo đức hay hiệu quả công việc của các cái nhân sự quan trọng. Những cái nhân sự mà Nguyễn Phú Trọng lựa chọn vào các chức vụ chủ chốt có rất nhiều vấn đề đã bị dư luận phanh phui. Trường hợp cụ thể là Nguyễn Xuân Phúc là một cái ví dụ điển hình. Ông Nguyễn Phú Trọng xuất phát từ động cơ cá nhân, bỏ qua tất cả cái khiếu nại đơn từ, những cái đơn tố cáo đối với ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Sinh Phúc, mà ông Nguyễn Phú Trọng giải thích đó là những tên của thế lực thù địch, không có căn cứ. Chưa hết, thưa quý vị, vấn đề thứ tư, theo giới phân tích, những cái sự việc diễn ra để lựa chọn nhân sự đã cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng tham quyền, không hiểu rằng trình độ của mình đến đâu, ở tầm vóc như thế nào. Thậm chí đa số cán bộ đảng viên và người dân ở Việt Nam đã nói ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư một nhiệm kỳ người ta đã phải chịu đựng suốt 5 năm. Ông Nguyễn Phú Trọng cầm quyền 2 nhiệm kỳ là đủ lắm rồi. Nay ông Nguyễn Phú Trọng đã trên tuổi 76, sức khỏe thì lại ốm yếu. Đó là lý do dư luận xã hội thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng cần phải chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình tại đây. Mà một cái điều cuối cùng ông Nguyễn Phú Trọng có thể làm là ông phải giữ được cái tâm trong sáng, ông phải biết đặt lợi ích quốc gia dân tộc để dẫn dắt đất nước cũng như người dân cùng toàn thể các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đóng góp sức mạnh cho đất nước để đất nước thực sự phát triển. Chứ không thể một người tổng bí thư đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lại là một cái kẻ bù nhìn do ban lãnh đạo Trung Nam Hải giật dây. Và thưa quý vị, hy vọng qua cái bài nói chuyện hôm nay thì quý vị đã thấy tất cả mọi kịch bản từ đầu đến cuối của Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn do ban lãnh đạo Trung Nam Hải người ta thao túng từ đầu đến cuối, theo từng bước, thậm chí người ta nói ông Tập Cận Bình cầm tay chỉ việc cho Nguyễn Phú Trọng từng ly từng tí. Bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng ngồi lại bao nhiêu thì mang lại những cái lợi ích to lớn cho ban lãnh đạo Trung Quốc. Bởi vì như quý vị đã biết, Trung Quốc không bao giờ muốn nước Việt Nam phát triển và giàu mạnh. Và để làm được điều đó, người ta cần một cái nhân vật Nguyễn Phú Trọng để phá Đảng Cộng sản Việt Nam, gây những cái vấn đề bất ổn trong nội bộ đảng, để nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt dưới lãnh đạo cao cấp, chia năm xẻ bảy, để tạo ra các cái thế lực chính trị kinh chống lẫn nhau, gây ra những cái vấn đề bất ổn, thiếu sự đoàn kết thống nhất. Và kết quả như quý vị đã thấy, trong thời gian ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư thì xây dựng một cái đội ngũ ban chấp hành trung ương hoàn toàn yếu kém, thiếu năng lực. Và trong giai đoạn ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thì cái tệ nạn chạy chức chạy quyền, mua quan bán chức trở thành một cái vấn đề trầm trọng chưa từng thấy trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay. Và thưa quý vị, những cái diễn biến dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn có tác động đến chất lượng các ủy viên trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và người ta trở thành những người không dũng cảm đấu tranh mà thuận chiều nào theo chiều ấy. Và thưa quý vị, với cái sự tập trung quyền lực như Nguyễn Phú Trọng hiện nay, theo Nguyễn Phú Trọng hy vọng sẽ trở thành một Tập Cận Bình của Việt Nam. Nhưng người ta nói đó là những cái sai lầm khi so sánh giữa Trọng với một cái vị lãnh đạo đầy quyền lực của ban lãnh đạo Bắc Kinh, trong khi Tập Cận Bình dám nói, dám làm, sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro, thì Nguyễn Phú Trọng đặc biệt sợ điều đó. Và trong khi không có giới hạn về thời gian để cho ông Tập Cận Bình nắm quyền lực, thì điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định, thậm chí đã loại trừ khả năng tái cử của ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 13. Tuy nhiên, thưa quý vị, Nguyễn Phú Trọng bất chấp tất cả, phá luật, phá lệ, bất chấp luật pháp, hiến pháp. Người ta nói Nguyễn Phú Trọng muốn rằng
Người dân cũng như lịch sử của Việt Nam phải ghi nhận một cái tổng bí thư có tên là Nguyễn Phú Trọng ngang hàng với các cái tổng bí thư như Lê Duẩn, vân vân và vân vân. Đó là những cái tham vọng ngông cuồng của một tổng bí thư ngu dốt và vô đạo đức. Và thưa quý vị, sự tập trung quyền lực của Nguyễn Phú Trọng như vậy, chỉ có một điều không thể chối bỏ, đó là Việt Nam ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn mà thôi. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm ngừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối và đề nghị quý vị tiếp tục ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách viết comment, bấm like và chia sẻ các cái nội dung. Nếu quý vị cảm thấy nguy hiểm, quý vị hãy rỉ tai cho những người xung quanh biết tới địa chỉ kênh YouTube KTV1, hoặc quý vị có thể giới thiệu mọi người liên kết với kênh Facebook Việt Thành KTV. Và thưa quý vị, sự ủng hộ của quý vị đối với KTV là những hành động thiết thực ủng hộ cho một cái công cuộc vận động dân chủ trên tinh thần tiên tiến thông qua hình thức chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí xã hội, để giúp cho mỗi người Việt Nam có những cái nhận thức đầy đủ, rõ ràng, chính xác về hiện tình của Việt Nam hiện nay, để cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ và học sinh sinh viên, hãy xác định mình cần phải làm gì để đóng góp vào cái sự phát triển hùng mạnh của đất nước, để Việt Nam trở thành một cường quốc, người dân Việt Nam có tự do, ở Việt Nam có một nhà nước cai trị bằng luật pháp và công lý phải được thượng tôn. Thưa quý vị, KTV không phải là một tổ chức chống cộng. KTV là một cơ quan truyền thông trên nền tảng đạo đức của nhà báo, với trách nhiệm đưa các cái thông tin nhanh chóng, chính xác, trung thực tới quý vị. Nếu quý vị có các chủ đề quý vị quan tâm, xin quý vị hãy đề xuất cho chúng tôi trong phần comment. Ngoài ra, quý vị có các cái tài liệu quý vị thấy rằng cần phải chia sẻ rộng rãi, xin quý vị hãy chuyển cho chúng tôi trong phần email. Và nếu quý vị có các cái câu hỏi thắc mắc, có những lời cần phải giải đáp, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua hệ thống Messenger của trang Facebook Việt Thành KTV, và chúng tôi sẽ nhanh chóng hồi đáp các ý kiến của quý vị. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.